Hi, xin chào các bạn đã quay lại với kênh của mình nha. Đầu video thì mình cũng xin cảm ơn tất cả các anh chị, cô chú cũng như bạn bè đã ủng hộ kênh của mình trong thời gian vừa qua. Thì hôm nay mình đang ráp một mẫu Vario nha các bạn. Và cái mẫu này là cái mẫu mà cũng nhiều, rất là nhiều sự tranh cãi luôn. Đó là mẫu 160 phân khối. Thì mẫu này bên mình cũng có hàng nha, nhưng mà số lượng nó lại không nhiều nha các bạn. Không có nhập nhiều. Thì mẫu này là mẫu AB Vario 160. Phiên bản là phiên bản có thắng ABS nha các bạn. Đây, Vario 160. Phanh này là phanh ABS. Thì nó sẽ có hai phiên bản là phanh CBS và phiên bản phanh ABS. Thì cái mẫu này bên mình đang nhập là mẫu phanh ABS ha. Mà màu của nó là màu đen nhám nha các bạn. Đây, phanh là phanh ABS. Đây nha các bạn, phanh ABS. Thì cái dòng phanh này nó rất là lớn nha. Nó không phải như là cái dòng Honda của Việt Nam mình là cái phanh ABS nhỏ phía trong này. Tuy nhiên là cái phanh đĩa này nó có phanh ABS phía ngoài này rất là lớn. Đây, đầu độc của ABS nè các bạn ha. Thì Nissin màu bê tông và có phanh ABS phía trước ha. Thì dòng này thì là vẫn là full LED rồi nha các bạn. Đây, mặt nạ trước nè, đèn trước, đèn pha trước là full LED nha. Định vị full LED và xi nhan. Xi nhan thì nằm ở phía trên này luôn nha các bạn. Vẫn là LED luôn nha, LED dây dài xuống đây luôn nha các bạn. Đấy. Mẫu này thì ABS thì nó sẽ có hai phiên bản. Phiên bản thứ nhất là ABS mà đen nhám và phiên bản thứ hai là ABS đen bóng, thì tùy theo các bạn có sự lựa chọn nha. Nó sẽ có thêm màu đỏ nhám nữa nè. Thì bên mình đang có là một con có là ABS màu đen nhám. Và cái đèn nhan phía sau này cũng giống như là Vario 125 nha các bạn. Thì nó cũng có LED nha. Đối với dòng này thì là động cơ 160 ESP cộng nha các bạn. Tức là mẫu này là ESP, là phiên bản mà công nghệ mới nhất của Honda, cả Honda Việt Nam lẫn Honda nhập khẩu từ Indo về nha. Đây, cột thì là một cục đứng nha các bạn, một cục đứng. Mâm thì đối với dòng này thì nhập khẩu đợt này thì mâm của mình là mắt in Indonesia nha các bạn. Và cái mâm là màu đồng nha, đồng đen. Thì mâm này là mâm đồng đen hoặc là mâm màu đen, thì tùy theo cái phiên bản nha các bạn, có thể mâm màu đồng hoặc mâm màu đen. Đây, cây bô. Mình ấn tượng nhất cái dòng này tức là cây bô, các bạn nhìn rất là ngầu ha, giống như là bô độ co rau vậy các bạn. Phía sau đây là Nissin nha bạn. Phía sau này mình thấy thì không có ABS nha, chỉ có ABS một kênh trước thôi nha các bạn. Cho nên các bạn lưu ý ha, cũng là Nissin, sơn màu màu đồng luôn nè, đồng nhưng mà nó sẽ sáng hơn. Còn cái mâm thì sơn màu đồng nhưng mà nó tối hơn nha các bạn. Đây cái capo, mình thấy cái capo rất là ấn tượng luôn. Mâm trước của nó cũng là mâm màu đồng luôn các bạn. Thì bạn nào có nhu cầu về dòng Vario 160 này thì các bạn có liên hệ với mình qua số điện thoại mình đặt ở video ha. Ngoài ra thì mình cũng có cái mẫu 125 hoặc là 160 phiên bản CBS, thì tùy theo cái nhu cầu của các bạn mà các bạn có thể sử dụng nha. Và đây nó cũng có hộc đồ nha các bạn, cũng giống như là con Vision của ở Việt Nam mình nha, có hộc đồ. Thì đối với dòng này thì nó không có cái nút tắt đèn nha các bạn. Đây, nút tắt đèn không có, công nghệ tắt máy tạm thời có nè. Rồi kèn, đèn pha, xi nhan, mặt đồng hồ nè các bạn, LCD toàn phần luôn nha. Hiển thị tất cả các thông số xe của mình trên đây, km nè, rồi thời gian nè, hay là xi nhan báo trái phải, tất cả các dải đồng hồ đều có hết nha các bạn. Rồi đây. Tiếp theo nữa thì nó là sử dụng remote thông minh. Nó cái dòng mà động từ 160 trở lên đó, tiêu chuẩn hay là bản ABS như vậy các bạn, thì nó đều sử dụng cái remote thông minh hết nha. Vẫn dùng hai chìa khóa trước giờ. Honda thì dùng hai chìa khóa như trước giờ nha các bạn. Mặt trong này thì đổ xăng thì mình đổ xăng ở vị trí này nha. Đổ xăng ở vị trí này. Cốp xe thì mình thấy nó cũng lớn đó các bạn, cũng lớn luôn nè. Vario 160 nè các bạn. Đây, rất là rộng nha, cốp xe rất là rộng, thoải mái để đồ. Thì bạn nào có nhu cầu về dòng xe Vario 160 này thì các bạn cứ liên hệ với mình qua số điện thoại mình đặt ở video, trong video nha. Thì ngoài ra thì mình cũng có dòng Vario 125 nè, 160 CBS, 160 ABS. Thì cái đoạn ráp xe này thì mình chỉ quay cho các bạn coi về
thực tế cái vấn đề Grab xe như thế nào thôi ha. Rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hết cái video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.